sống một cái cặp bên đất tuyệt đẹp đến từ England, sản xuất tại England luôn. Model của nó là 703, cái loại mà nó có cái vân gỗ ốc chó rất là hiếm. Cái dòng này thì nó thường có màu vàng và màu đỏ, nhưng mà cái màu ốc chó này thì 100 cặp nó mới có vài cặp thôi. Thì cái vẫn là cái thiết kế như cũ, vẫn là một cái cặp loa cột với chiều cao là 1m07 và cái chiều ngang sẽ là 23,2, chiều sâu là 36, loa nặng 27 kg nha. Sử dụng cho mình một hệ thống gồm 4 loa, 2 loa bass 16.5, 1 loa mid màng thạch la 16.5 và 1 loa treble. Này, treble này thì nó ở phần đỉnh, nó có một cái nắp chụp rất là đẹp, không có bị cấn mốt gì nha, rất là đẹp nha. Này, đó. Có cái miếng chụp này thì chúng ta cũng yên tâm, không có sợ nhà có trẻ con. Cặp loa đẹp hoàn hảo từ mọi góc nhìn, không có một góc nào bị xấu cả. Cái màu này thì nó rất là phù hợp những anh nào mà thích cái gam màu mà nó hơi êm dịu, nó không quá rực rỡ. Màn cặp la còn rất là vàng, không có bị ố. Lo mít, lo bát còn rất là sáng luôn, cực kỳ đẹp. Lỗ thông hơi ở phía trước. Loa công suất 200W trợ kháng 8 ohm và độ nhạy là 90 dB nha. Cái thiết kế của loa nó sẽ bo một cái đường lên nhọn lên đây, và phía sau này nó nhọn hơn so với phía trước. Phía sau này nhỏ lần, nhỏ cũng không phải là nhỏ quá, nhưng mà nó sẽ bóp lại cái này rất là đẹp. Của nó cực kỳ đẹp, số series của nó là liền kề luôn, 369 370. Các bạn nhìn cái cầu này nó còn rất là vàng, rất là đẹp. Cặp loa đẹp hoàn hảo, quá đẹp luôn, và cái giá là 44 triệu, không có một điểm chê nào. Từng cái góc, từng cái vân gỗ quá đẹp luôn. Rồi, bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình nha. Bây giờ mình sẽ test các bạn một băng nhạc, chúng ta thưởng thức cái chất âm của đôi loa này. Loa thì made in England nha, made in England, 8 ohm, 200W, 90 dB, đó là cái thông số về độ nhạy, công suất và trở kháng của loa. Warm smell of the leaders rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. Had to stop for the night. And then she stood in the doorway, heard the mission bell.
thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. That she lit up a candle, she showed me the way. Then the voices down the corridor, thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely face. She said, we are just prisoner here of our own device. In the master's chamber, gathered for the feast. Stabbed with their steely life, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find a passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave.